Quý chị tuổi Đinh Tỵ kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Đinh Tỵ may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng bước sang tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị sẽ trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động. Nhưng nếu như bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi Đinh Tỵ hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Phật trời độ mệnh, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tháng 5 âm lịch, vận khí ngút trời, cực may, cực đỏ, thần tài ban lộc, gặp thời đổi vận, thừa thắng xông lên, tiền bạc ùn ùn đổ về, giàu hơn trúng số. Quý vị thân mến, khi luận giải về tử vi trong mỗi con người trong cuộc sống, thì các bậc thầy tử vi phương Đông đã chỉ ra rằng, để có được thành công trong cuộc sống, nếu chỉ dựa vào tài giỏi, siêng năng thôi là chưa đủ, bởi đóng góp trong đó, thì yếu tố may mắn chính là yếu tố mang tính chất then chốt. Con người dù có giỏi đến đâu mà không gặp thời thế, thì mưu sự đều không thành, chăm chỉ đến đâu thì cũng không thể, đổi đời, đổi vận, khó mà trở nên giàu có. Đến với tử vi là ta đang đến với tấm bản đồ tương lai trải rộng ngay trước mắt, nhìn được thiên cơ mà biết đâu là lúc vận hạn ập đến, đâu là lúc may mắn song hành, từ đó đưa ra quyết định chính xác cho tương lai của mình sắp tới. Trong lá số tử vi của 12 con giáp, các thầy tử vi đã tiết lộ rằng người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 được thần tài chiếu cố, may mắn theo đó ùn ùn kéo về, những lúc khó khăn ngay lập tức có quý nhân ra mặt giúp đỡ, thu về bộn tiền nhiều không kể xiết. Trước đó có khó khăn cách mấy cũng chẳng khiến con giáp này lùi bước, ngược lại còn mang đến chiến lợi phẩm bất ngờ. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đấy nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Đinh Tỵ với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay tháng Lưu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và loài hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão, có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Đinh Tỵ âm lịch cho thấy bạn được tạo nhiều điều kiện thuận lợi, vì thế hãy dồn tâm, dồn sức, phát huy khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu nhé. Bản mệnh đã biết chủ động giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống, nên không có gì phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, cũng giúp cho bạn trở nên hài hòa, nhã nhặn hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Tử vi năm 2023 tháng này cho thấy, thực thần mang tới nhiều niềm vui trong cuộc sống. Người tuổi Đinh Tỵ, nhờ đó mà bạn trở nên lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều, bạn cũng rất cởi mở trong việc gặp gỡ, giao lưu và nhiệt tình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người khác. Nhờ sao thiên vu che chở, nên lúc này bản mệnh chăm chỉ làm ăn, linh hoạt, biết chăm chút cho công việc của mình, nhờ đó mà bạn có cơ hội được thăng quan, tiến chức. Tam hội xuất hiện cho thấy, bản mệnh khá xuất sắc trong việc đối nhân xử thế và người ấy cũng không thể trách cứ bản trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên, để nuôi sống tình cảm lâu bền, bạn nên xây dựng sự chân thành, thấu hiểu, đừng cố tạo ra vỏ bọc, khiến đôi bên cảm thấy mệt mỏi trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm cung mệnh dự báo, bạn có thể bị bệnh không nặng lắm, tuy có thể kéo dài, vì vậy về mặt tướng mạo, sắc diện, da rẻ, không hồng hào. Lý do có thể là vì bạn lười, không thích hoạt động, hỏa khí vượng không hề tốt cho những người đang có bệnh nền, thay vì tin nghe theo lời khuyên hết người này tới người kia, thì bạn nên nghỉ ngơi, lắng nghe cơ thể mình hơn và nhờ bác sĩ có tâm, thấu hiểu vấn đề của bạn, để hỗ trợ cùng, vì mỗi người nên có một phác đồ riêng, phù hợp, không ai giống ai.
Người tuổi Đinh Tỵ mang mệnh sa trung thổ, tức đất pha cát, đặc trưng của thổ, đó là tính khí điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì, chân lý, niềm tin và khá bảo thủ. Đất trong cát có đặc trưng là đất và có cát, nên họ ý thức về bản thân, con mình là tôn quý, khác với tục thế, vì thế nên họ cô độc, ít bạn bè, những người được coi là bạn thường ít và chơi rất thân, có nhiều ân tình, nghĩa lụy và họ rất tôn trọng, yêu quý bạn bè. Nhiều người tự kinh doanh hoặc làm tư nhân, họ cũng thường do nghiên cứu và phát triển, quan điểm cởi mở và thoáng, chỉ cần có thể sinh ra lợi ích thì chính đáng họ đi theo. Vậy nên tư duy của họ không đi theo lối mòn, thường có sự sáng tạo đặc biệt, điều này hơn hẳn bốn nạp âm cùng họ mà hình thành do nhân tạo kiềm. Cá tính của họ khá tùy duyên, cộng với ý thức về bản thân và tài năng vốn có, sa trung thổ khá kiêu ngạo và hiếu thắng. Dù là dạng vật chất tự nhiên, khuynh hướng phát triển tự do, không ước thúc, khuôn khổ. Nhưng đặc trưng của tuổi sa trung thổ là nguyên tắc và bền vững, họ có những nguyên tắc vàng, bất khả xâm phạm, tinh thần sáng tạo cùng với chí tiến thủ, ở trên một nền tảng khá kiên cố, bền vững và khó thay đổi suy nghĩ. Khi nào bạn làm được điều đó chắc chắn phải làm một nhà ngoại giao xuất sắc hay một chuyên gia tư vấn tâm lý thượng thừa. Các tư duy và hành động, đặc biệt ở chỗ, cứng rắn và nguyên tắc, mềm mỏng, linh động. Về phương pháp thực hiện, sa trung thổ, bề ngoài cứng rắn, kiên quyết nhưng nội tâm mềm mỏng, hiền lành, nhân hậu, có phần đa cảm, yếu đuối. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy họ có những biểu hiện như cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn đằng sau thì lại khác. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Tử vi tháng 5 năm 2023, tuổi Đinh Tỵ âm lịch, về mặt sự nghiệp. Tháng 5 âm lịch này, Thái Dương cát tinh ghé thăm phù trợ cho công việc của con giáp tuổi Đinh Tỵ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu ai biết chớp lấy cơ hội tốt này, thì việc thăng chức, tăng lương, nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của con giáp tuổi này khi bạn luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người. Bản mệnh tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi, có thể thấy niềm vui của con giáp tuổi Đinh Tỵ trong tháng này. Còn đến từ việc sự nghiệp có những thành công giúp bạn được ghi nhận và khiến cho bạn trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, có những người thực sự tài năng, khi có chút thử thách lại là lúc họ thể hiện khả năng duy trì vị trí đứng đầu. Khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc, đồng nghiệp và cấp trên không ngại trao cho bạn những lời khen ngợi khiến bạn cảm thấy rất hài lòng. Phần lớn thời gian sự chú ý của bạn có thể là bị lấn át bởi các vấn đề cá nhân. Cần giữ thái độ giao tiếp thích hợp, hợp lý với những người xung quanh để tránh sự xáo trộn trong các mối quan hệ. Tử vi tháng 5 năm 2023, tuổi Đinh Tỵ âm lịch, về mặt tài lộc. Theo tử vi tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tình hình tài chính của con giáp tuổi Đinh Tỵ lúc này khá là an ổn, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu có, sung túc hơn thì bạn phải làm khác đi, bạn chẳng có được kết quả mới với cách làm cũ đâu. Liên quan đến chi phí và lợi nhuận, bạn có thể nhận được những kết quả khác nhau, tùy thuộc vào khả năng tính toán, suy nghĩ một cách khôn ngoan, chỉ nhờ thế bạn mới có thể có được nguồn thu nhập tốt và có được một cuộc sống ổn định. Thái độ thờ ơ với những cơ hội đầu tư của mọi người đang nói đến không hẳn là điều tốt, có thể vì bạn muốn an toàn, sợ bị lừa nên cố tránh xa. Thế nhưng thái độ đúng ở đây là bạn cũng nên tìm hiểu, hãy dành thời gian để khai thác thông tin về chúng, vì đó là cách để bạn gia tăng lượng kiến thức về tài chính cho mình. Ngược lại, với những ai bao lâu nay liều lĩnh đầu tư thì nên chậm tiến trình của mình, bạn cần phải tìm hiểu mình đang làm gì trước khi bỏ tiền ra thực hiện, việc đầu tư chưa bao giờ là dễ dàng cả. Về mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi tháng mới, chuyện tình cảm của Đinh Tỵ và một nửa của mình cũng chỉ ở mức trung bình khi hai người bắt đầu tạo ra khoảng cách trong giao tiếp. Vì cuộc sống quá bận rộn, bạn đừng quên làm mới tình cảm bằng những cử chỉ yêu thương hay những buổi hẹn hò riêng tư nhé. Đừng vì mải mê với công việc mà bỏ bê, thiếu sự quan tâm tới người ấy. Tốt nhất là nên thực hiện những lời hứa của mình để tránh thái độ thất vọng của nửa kia. Người độc thân vẫn đang rất kiên nhẫn trong việc tìm kiếm một nửa của mình, dù chưa có dấu hiệu cho rằng có ngày sẽ gặp được người phù hợp với mình.
Ngoài ra, các mối quan hệ của bản mệnh với mọi người lúc này cũng khá tốt đẹp khi các thành viên trong gia đình có thể sát cánh bên bạn. Nhưng trong thời điểm bạn đang gặp căng thẳng, khó khăn, giúp bạn xử lý các vấn đề còn dang dở, nhờ đó, những lo lắng của bạn sẽ giảm đi phần nào. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, bước sang tháng mới, người tuổi Đinh Tỵ cần đặc biệt chú ý đến các yếu tố về sức khỏe, bởi tình hình có vẻ bất lợi cho bạn, nhất là những ai đang có bệnh, thường xuyên phải dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi là vấn đề thực sự khó khăn đối với bạn lúc này. Nguyệt lệnh ở cung bệnh, chỉ sự đau yếu, bệnh tật cho thấy bản mệnh đang cảm thấy buồn rầu vì bệnh tật, bạn cần suy nghĩ lạc quan lên thì mới tìm ra được cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Có thể vì quá chăm chỉ làm việc mà bạn quên đi việc chăm sóc bản thân, thiếu bồi dưỡng, thông thường thể hiện bằng sự nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, một khi mệt mỏi thì bạn càng khó ăn ngon, ngủ cũng chẳng thể nào yên. Do đó, bạn cần ăn uống theo chế độ phù hợp để giữ gìn vóc dáng và thể lực được tốt nhất, đã đến lúc bản mệnh ưu tiên việc bồi bổ sức khỏe để cải thiện cuộc sống. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Đinh Tỵ tuần này cát khí vượng, giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ. Đường công danh sự nghiệp tuy thăng trầm bất định, song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những cầu vồng đa sắc sẽ xuất hiện sau trận mưa rào. Dịch mã tinh nhập cục cho thấy, tuổi Đinh Tỵ thời gian này cần kiên trì và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn thành công. Theo đòi hỏi của công việc, bản mệnh cần đi lại, di chuyển khá nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của con giáp này, song nếu vượt qua được thì chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến mới. Tin vui nữa đến với bản mệnh chính là chuyện tình cảm có những khởi đầu tốt đẹp hơn đối với người độc thân. Khi hai người đã dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới một mối quan hệ lâu dài, báo hiệu tương lai tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc lứa đôi của con giáp này. Về phương diện tài lộc thì càng không có gì phải lo phiền, khi mà thực thần đang tạo ra nhiều cơ hội cho những người tuổi Đinh Tỵ gặp gỡ quý nhân, thì tiền bạc không lo thiếu thốn, cứ hết rồi lại có, bản mệnh khá mát tay trong chuyện đầu tư, tài lộc dồi dào, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Quý nhân, Mão, Sửu. Tiểu nhân, Thân, Mùi. Màu sắc may mắn, đen, xám. Con số may mắn, 84, 43, 60. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Với người tuổi Đinh Tỵ thì tử vi giữa tháng cho thấy không có nhiều may mắn lắm trong vận trình của con giáp này. Chuyện tình cảm nhiều mâu thuẫn, các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung, bất đồng về nhiều chuyện, tranh cãi gay gắt càng khiến cho bạn rạn nứt thêm nhiều. Nhưng về tài lộc khá vượng, vào thời điểm đầu vận trình cho đến giữa tháng, lúc này bản mệnh tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền, cũng như nhanh chóng nắm bắt thời cơ và nắm chọn may mắn trong tay, nên tiền ào ào đổ về nhà. Song có kiếp tài án ngữ, nên họa phá tài gây chuyện, tài lộc tiêu tán, dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều để giảm thiệt hại. Xét về vận trình công danh, sự nghiệp thì đây là điểm sáng trong tuần của con giáp này, tuổi Đinh Tỵ được Thái Dương cát tinh phò trợ, nên được quý nhân nâng đỡ, được cấp trên ưu ái, tạo điều kiện phát huy năng lực của mình, song cơ hội chỉ thành công khi bản mệnh biết nắm bắt. Thương quan cảnh báo bản mệnh có thể đánh mất nhiều thứ nếu mà không tập trung hơn vào việc mình đang làm. Những sai sót có thể khiến bản mệnh đánh mất sự tin tưởng của cấp trên, đồng nghĩa với việc cơ may thăng tiến giảm sút. Quý nhân, Ngọ, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số may mắn, 27, 75, 41. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Với người tuổi Đinh Tỵ thì tử vi tuần mới này lại cho thấy những tín hiệu hoàn toàn trái ngược với may mắn ngập tràn. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, đường tình duyên khởi sắc, các cặp đôi thì ngày càng thêm nồng nàn, đôi lứa bên nhau thắm thiết không rời. Bách Việt chợ đào hoa mang đến thêm hỷ sự cho con giáp này, người độc thân thông qua mai mối, giới thiệu, có thể tìm được người phù hợp với mình để nên duyên đôi lứa. Tình cảm phát triển nhanh chóng, những người trong cuộc không chút lo sợ mà vô cùng háo hức về tương lai hạnh phúc đang chờ đón phía trước. Cát khí vượng còn giúp cho vận tài lộc phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt, chính tài và thiên tài cùng hiệp lực. Các nguồn thu bùng nổ khiến cho tuổi Đinh Tỵ cũng phải ngỡ ngàng khi khoản tiền vào túi mình sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt. Bản mệnh có nhiều ý định muốn thực hiện với tài lộc đang có trong tay, tuy nhiên, vận trình công danh, sự nghiệp có phần bất ổn,
Cát khí chỉ đủ để nâng đỡ con sát này vào thời điểm đầu tuần, còn từ giữa tuần trở đi, vận trình giảm sút. Bản mệnh cũng gặp nhiều khó khăn khi thương quan gây ra nhiều chuyện khiến cho bản mệnh phân tâm, lơ là trong công việc, gây ra nhiều sai sót. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Mão, Mùi. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 63, 16, 93. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tháng 5 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận trình tăng lên gấp bội lần, kích vượng tài lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tý. Chuột nhanh chán rắn, vì rắn chậm chạp và thiếu hoài bão, bởi trên thực tế, chuột nhanh nhẹn và sắc sảo hơn. Ngược lại, tuổi rắn sẽ không hài lòng lắm với tuổi chuột, vì chuột quá khôn ngoan và theo suy nghĩ của rắn, chuột thường tự cho mình là suy nghĩ sâu sắc hơn người. Thế nhưng, khi là đối tác kinh doanh, họ cũng rất hợp cả, họ chỉ có vấn đề khi rắn muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Rắn rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng chuột không phải là mẫu người này. Tuổi Đinh Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Tý, còn tuổi Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Đinh Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. 2. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Sửu. Tuổi Châu và tuổi Rắn có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt, cả hai đều chăm chỉ, sâu sắc và coi trọng chất lượng hơn số lượng và cả vẻ ngoài hào nhoáng. Hai hành tinh này đều đặt gia đình ở vị trí hết sức quan trọng. Họ coi ngôi nhà của mình là nơi bình yên và thoải mái nhất sau những giờ phút mệt mỏi và thăng trầm trong cuộc sống. Người ngoài cuộc có thể coi đây là cặp đôi nhút nhát và có phần nhạt nhòa trong cuộc sống sôi động, nhưng thực chất, bên trong con người của họ vẫn cháy lên sự nhiệt huyết, đam mê công việc trong đời sống thường ngày. Nếu là đối tác kinh doanh, Sửu và Tỵ khá hợp cả. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và trân trọng của người tuổi Sửu sẽ bổ sung cho Đinh Tỵ ở chỗ, Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Rắn khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền, bên cạnh đó, rắn còn khéo léo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của Châu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. 3. Tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dần. Tuổi Dần và tuổi Đinh Tỵ khó có thể tìm được những điểm chung làm cơ sở cho mối quan hệ bền vững. Cả hai con giáp này đều dễ tính, nhưng đều thích làm theo ý mình, đó chính là nguyên nhân tiềm ẩn mâu thuẫn giữa hai tuổi này. Dần dũng cảm, thích tự do, suy nghĩ thoáng và đặc biệt rất thích làm theo ý mình, vốn có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh, tuổi Dần có năng lực và cơ thể luôn dồi dào năng lượng. So với Dần, Tỵ có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vấn đề là ở chỗ, cả hai đều muốn hút người khác và làm theo những điều mình thích, vì vậy dần dần họ rất khó tìm thấy điểm chung. Tuy vậy, họ lại cùng nhau làm ăn khá tốt, tuổi Rắn vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền, nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Hổ dũng cảm và tính tình phát triển mạnh mẽ, vậy nhưng vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu rõ và hỗ trợ cho nhau. 4. Tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mão. Mão và Tỵ có cách tiếp cận cuộc sống khác nhau, quan điểm cũng khá khác biệt, nhưng họ vẫn có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ khá thân thiết. Về mặt xã hội, hai con giáp này có nhiều điểm đối lập, trong khi Mão nhút nhát, thích tận hưởng cảm giác ở nhà với người thân hoặc bạn bè, thì Tỵ lại rất sôi nổi trước đám đông vì thông minh, hóm hỉnh và tài ăn nói, khiến cho Tỵ thường xuyên nổi bật. Tuy nhiên, cả hai hành tinh này đều ứng xử theo trực giác hơn là lý trí, bởi vậy, ở một chừng mực nào đó, họ có thể giao tiếp và kết hợp được với nhau, ít khi là tại những thời điểm ban đầu. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau, Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, Tỵ nhờ giao tiếp tốt, sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm việc liên quan đến tài chính. 5. Tuổi Đinh Tỵ và tuổi Thìn. Thìn và Tỵ có thể trở thành một cặp đôi ăn ý. Nếu hai người này biết được thói quen và động lực của người kia, hai hành tinh này đều sexy và cuốn hút, nhưng theo cách khác nhau. Tuổi Thìn thường nổi bật trước đám đông và giàu năng lượng hơn tuổi Tỵ. Cách tiếp cận của hai con giáp này với cuộc sống khá khác nhau, nhưng không hoàn toàn trái ngược hẳn nhau. Người cầm tinh con rắn thường dựa vào trực giác hơn là các hiện tượng khách quan để đánh giá sự vật hiện tượng,
Còn người cầm tinh con rồng thường dựa nhiều vào may mắn và biết cách tận dụng lợi thế và cơ hội. Nếu là đối tác kinh doanh, Thìn và Tỵ xuất hợp nhau, tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai người này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. 6. Tuổi Đinh Tỵ và Đinh Tỵ. Hai tuổi này có mối quan hệ khá mật thiết với nhau bởi họ có nhiều điểm chung. Người tuổi Đinh Tỵ thường hay lo lắng và thấy bất ổn. Bởi vậy, sự ổn định và tin tưởng lẫn nhau hết sức quan trọng của hai con giáp này. Dù quan hệ của họ thân thiết hay chỉ dừng ở mức xã giao thì họ luôn luôn vui vẻ và hài hước khi gặp nhau. Hai người tuổi Đinh Tỵ sẽ hấp dẫn nhau ngay từ thời điểm đầu, mặc dù có đôi lúc họ cạnh tranh nhau để giành vị trí trung tâm của sự chú ý. Hai người tuổi Đinh Tỵ kết hợp cùng làm ăn với nhau, họ sẽ cùng tỏa sáng. Họ may mắn với chuyện tài chính và trực giác của họ khá phù hợp với công việc kinh doanh. Họ chỉ tin vào những điều có tính logic để chỉ ra đường đi đúng. Bên cạnh đó, người tuổi Rắn khá thận trọng và sẽ không mạo hiểm với những tình huống không chắc chắn. Tuổi Đinh Tỵ khá năng động trong các cuộc họp và các cuộc gặp gỡ đối tác. Bởi vậy, công việc kinh doanh của họ có chiều hướng phát triển. Vấn đề xảy ra khi một trong hai người tuổi Đinh Tỵ muốn cạnh tranh để trở thành trung tâm của sự chú ý. Do đó, cả hai cùng phải học cách tạo ra một mối quan hệ hài hòa, không có chiến tranh. 7. Tuổi Đinh Tỵ và tuổi Ngọ. Theo con giáp thì hai tuổi này không hợp nhau bởi tính cách họ khá đặc biệt. Nếu như tuổi Ngựa lúc nào cũng tràn trề sinh lực, lúc nào cũng cho mọi người vui, thì tuổi Đinh Tỵ lại có sức ý khá cao và là một người khá là hướng nội. Nếu hợp tác làm ăn đôi này có thể sẽ không hợp cặp với nhau lâu dài, tuổi Ngựa cả thèm chóng chán. Bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăng phăng vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ, nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng, tuổi Ngựa sẽ thấy tuổi Rắn có phần nhạt nhẽo, vô vị, trong khi tuổi Đinh Tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của Ngựa. 8. Tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mùi. Cả hai con giáp này đều cần giao tiếp với những người năng động hơn để cuộc sống thêm sôi động và có ý nghĩa. Tỵ có vẻ năng động hơn Mùi, có sức hút, được nhiều người biết đến hơn Mùi. Tuy nhiên, về cơ bản, Tỵ sống khá khép mình và cũng thích nghỉ ngơi. Trong suy nghĩ, Mùi năng động và có nhiều suy nghĩ tiến bộ và sáng tạo. Nhưng Mùi lại cần không gian tĩnh lặng để giữ cân bằng về mặt tình cảm trong cuộc sống thường ngày. Khi là đối tác làm ăn, Tỵ và Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo, với điều kiện khi họ có chung mục tiêu. Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng và Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tỵ sẽ là người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuy nhiên, Mùi cũng thích đứng ở vị trí lãnh đạo. Bởi vậy, nếu tình huống này xảy ra, cả hai con giáp này sẽ rất vất vả khi cùng làm ăn. 9. Tuổi Đinh Tỵ và tuổi Thân. Tỵ và Thân có rất nhiều những điểm trái ngược nhau hoặc những điểm chung không hề bổ sung cho nhau. Họ đều thích có nhiều thời gian vui chơi, cả hai đều duyên dáng và khá nổi bật trước đám đông. Tuy nhiên, tuổi Đinh Tỵ có phần sống khép mình hơn người tuổi Thân. Tỵ muốn dành nhiều thời gian ở nhà và đọc ngấu nghiến một quyển sách hay ho nào đó. Tuổi Thân thì lúc nào cũng muốn vui chơi chạy theo hoài bão và ước mơ của mình. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này có thể hợp tác cùng phát triển nếu họ biết cách tự điều chỉnh. Nếu họ biết cách tránh những mâu thuẫn, những tính cách trái ngược nhau có thể trở thành những điểm bổ sung cho nhau. Tuổi Thân vốn ưa thích những điều mạo hiểm, tuổi Đinh Tỵ khá cẩn thận và chăm chỉ khi họ tin vào mục tiêu mình đề ra. Tuổi Đinh Tỵ khá may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng đôi khi thấy ngán ngẩm bởi tính cách ham vui của người tuổi Thân. Hai con giáp này rất dễ cạnh tranh giành vị trí người dẫn đường. Trong hai tuổi này, Tỵ làm việc nhiều hơn Thân. 10. Tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dậu. Tuổi Đinh Tỵ hấp dẫn, quyến rũ và thích sự nổi tiếng, còn tuổi Dậu thì rất thích rong chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên cả hai đều thích làm cho không khí gia đình thoải mái và an lành. Hai hành tinh này, dù là bạn, người yêu, đối tác làm ăn hay các thành viên trong gia đình, thì mối quan hệ của họ đều có những vững chắc và bền chặt. Khi Tỵ và Dậu là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người cầm tinh con gà hay chú ý đến tiểu tiết và có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi gà còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả Tỵ và Dậu là những phương thức mới có tính rủi ro cao, bởi thế mà có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. 11. Tuổi Đinh Tỵ và tuổi Tuất. Hai người tuổi Đinh Tỵ và Tuất có mối quan hệ khá phức tạp, nhưng họ hoàn toàn có thể dung hòa được. Cả hai con giáp này đều hay lo lắng và cảm thấy bất an.
Điều tuyệt vời là nhờ vào mối quan hệ chung này mà cả Đinh Tị và Tuất đều có thêm sức mạnh, nghị lực và trở thành chỗ dựa vững chắc của bạn bè, đồng nghiệp. Có thể nói rằng, hai hành tinh này không có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng không xung khắc. Người tuổi Tuất tốt tính và hay chiều người khác, nhưng đa sầu, đa cảm. Trong khi đó, người tuổi Đinh Tị rất cuốn hút, hấp dẫn, nhưng có phần sống khép mình, thích sự yên tĩnh, ổn định hơn là sự ồn ào, náo nhiệt. Tị và đất cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Tuất phân biệt rất rõ ràng. Bên cạnh đó là Tị rất thông minh, tuy không tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi Tị mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Đinh Tị còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển, trong đó Tị sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến. 12. Tuổi Đinh Tị và tuổi Hợi. Hai tuổi, Đinh Tị và tuổi Hợi có rất nhiều điểm chung để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, giữa họ cũng có rất nhiều những vấn đề cần phải bàn. Mâu thuẫn nằm ở chỗ giữa Tị và Hợi có nhiều cuộc hội thoại mang tính chất xây dựng. Tuổi Đinh Tị thường hay sống bằng trực giác hơn là dựa vào logic của sự việc, bởi vậy nên con giáp này thường hay đưa ra ý kiến chủ quan và hay nói vòng vo mà không đi thẳng vào vấn đề. Con Hợi thì nhút nhát nhưng khá rộng lượng trong các mối quan hệ, nhưng khi có hiềm khích xảy ra, ngôn từ của Hợi khá là thâm hiểm. Nếu Tị và Hợi cùng hợp tác làm ăn với nhau, Tị thông minh, nhanh nhẹn, sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý. Điều này rất hợp ý với tuổi Hợi, vì tuổi này vốn thích hợp với công việc hậu phương. Nơi làm việc của Tị và Hợi sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển, những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ thường xuyên, sang trọng. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, mọi sự tốt xấu ở trên đời đều có nguyên do của nó. Chúng ta làm gì, trời biết, đất biết, đừng tưởng bạn tung hoành như thế nào cũng được. Có một câu nói đơn giản, nhưng nó nói lên sự thật của thiên hạ. Vạn vật trên đời đều không thể thoát khỏi nhân quả. Có những điều bạn không thể tránh, có nhiều điều bạn không cần phải che giấu, con người ta sẽ bị quả báo vào một ngày nào đó. Sau khi ăn thua của người khác, những gì con người ta đã đánh mất sẽ luôn được ông trời trả lại theo cách này hay cách khác. Tất cả những điều này đều xuất phát từ nhân mà họ đã gieo trồng. Vì vậy, cứ thuần cho dòng chảy của cuộc sống, đừng lo lắng, bạn phải tin rằng những gì người khác nợ bạn, một ngày nào đó, ông trời sẽ trả lại cho bạn. Đừng sốt ruột, bảy nổi ba chìm mới là nhân sinh, quanh co vòng vèo mới là cuộc sống. Vì vậy, lúc nghèo túng đừng nản lòng, lúc giàu có chớ khoe khoang, thành công là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, thất bại là dấu hiệu của nỗ lực không đủ. Hết thảy đều là chu kỳ của nhân quả, con người trong cuộc sống, khi làm việc thiện không mong hồi báo, bạn có tấm lòng lương thiện, ông trời tất sẽ bảo hộ bạn. Vâng, quý vị thân mến! Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.